Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có tổ chức một cuộc đua mang tên là cuộc đua kỳ thú. Cuộc đua lùa và thỏ? Mày bị điên hả? À, xin lỗi mọi người. Đó là câu chuyện của vua và thỏ ngày xưa. Còn bây giờ là đại chiến vua và thỏ. Mau chú ý bên này, đừng chần chờ vào xem thách đâu. Gây cấn không đâu bằng thỏ và đua cùng so găng nha. Bên trái tôi còn đùa anh em một tèo đại gia Quy Linh. Bên phải ở đâu rồi còn một người chẳng hay ở đâu. Mau lết mong đi tìm, mời mọi người chờ trong chốc lát xem thỏ ở đâu rồi. Chờ giờ này còn ở đây chơi game, đang đánh Free Fire mà đừng làm phiền bằng không chết nha. Dạ thưa chế, hôm nay là ngày đầy hồi đến nhanh giùm em. Hôm nay tôi Ruben xin thưa, kế bên tôi đại gia Quy Linh, lông bông hơi thấp hơi đen. Thế nhưng anh đây đại gia nơi này. Còn bên đây tôi giang hồ ai cũng biết, võ công cao biệt xanh xích thô. Xoay chân đêm như gió thu qua lướt theo mây bay nhẹ như thiên tiên. Sao tao cảm thấy hơi kỳ, toàn chê tao khen nho đó. Tao cũng ngầu lắm cơ mà. Ngầu đâu anh em không thấy. Hôm nay sẽ đấu 3 vòng, rồi hôm sau hai ván cuối. Ai thắng được hết 3 vòng thì sẽ xem như thắng hết chung cuộc nha. Xin chào mọi người, giờ chúng ta sẽ đến vòng đấu thứ nhất, vòng đấu hiện xạ. Bắt đầu. Round 1. Giải tướng chi trò chơi thôi, đâu có gì đại thiếu gia nhà em. Ôi hay quá chừng, mày sẽ thua liền cho coi. Con thỏ bụi mở mắt ra mà xem ta đây bạn nè. À, tắt chưa? Vòng này sát thủ thỏ đen thắng tuyệt đối. Này nay ta đùa thôi, bây giờ mới biết tầm bắn ta còn xa hơn còn bao nhiêu. Bịt mắt ta vẫn văn được ngày xưa nè. Nè chắc không được thôi, cho anh thưa lại. Ta bắn im im, chủ yên đúng vậy. Kết quả không thay đổi y như lúc đầu, thứ đùa điên sao dám nhảy nhảy vai tài. Thế phạt nha, nhảy nữa tôi để chút quyền, còn một lần nữa tôi sẽ cho về luôn. Vòng sau ta sẽ thi đua tốc độ, đích đặt trên con dốc cao ngay cuối rừng. Thắng là khi ai lấy nhanh tay lá cờ rồi vòng về đây trao đến tôi tận tay. Let's go. Round 2. Nhanh lên sau lề, mày chạy đua con thỏ thì tôi ô tô nên là mày chạy nhanh hơn nó đừng lo. Ê tôi trong rừng rồi mình đâu có lai được đâu. Không sao em phòng hở đặt xong bấy ngay đây rồi. Bấy như nào mày mau chỉ tao được không. Tướng tương mình là con thỏ kia xong rồi sao. Bước vô này rồi xong các dây đằng kia là xong. Vòng 2 thỏ thắng. Dễ lâu á, giữa giờ.
đồ, con thỏ lóc cá. Muốn chơi chị thì phải trả giá. Về út đâu má mày. Lần này mà thua nữa, tao đôi việc nghe chưa. Đừng lo em đây đã lên kế hoạch hết cho anh. Thời gian đây em mơn, săn thỏ là chuyên gia. Sau 10 năm kinh nghiệm luôn nhà, tin chắc con thỏ sẽ tiêu tùng nhanh thôi à. Thợ săn này hello, sao chú nhìn hơi xanh. Hơi tài rồi sao mày kêu ông lão đến cho tao. Dịp nên không có ai làm chỉ có mỗi ông này. Vậy đi chứ sao bây giờ con thỏ kia kia bắn nhanh giùm tôi. Ê ê, thải Free Fire về chơi đi, vui lắm mấy đứa. Vui lắm, vui lắm. Ôi con thỏ, con thỏ bên kia kìa, con thỏ bên kia kìa, bên. Sẽ bỏ qua, ta tin xem những trận hòa. Bây giờ hôm nay thì tiếp nha, giờ ta sẽ thi bơi nà. Mình ăn chắc đúng không thiếu già, làm sao thò biết bơi hơn đùa. Yeah. Nhưng mà tao đây không biết bơi, đùa em à không có vui. Nói thiệt sao anh, ba má tao sinh bốn đứa con vậy mà. Chỉ trừ tao ra không biết bơi, ruột càng nứt ném tao mà. Mà con thò cũng đâu bơi được, thành ra sẽ thi công bằng. Đúng. Bắt đầu thi thôi mau bước chân lên, bây giờ tuyên bố bơi thi. Đưa một chân xong thêm một chân kia, ta quay, ta quay, ta bơi. Xe thật nhanh thôi qua bờ bên kia là ta thắng ngay thôi mà. Tôi tuyên bố tôi xin chúc mừng, phần thắng thuộc về thỏ nha. What, ấy đùa hay sao, ta còn chưa bơi, sao nó đâm đứt bên kia. Biết làm sao đây, nhưng từ khi sinh nhắm mắt tao cũng biết bơi. Ba mẹ sinh ra buông người con, nhưng mình tao biết bơi thôi à. Hai ta giống nhau hà, nhưng mà phần thắng thuộc về thỏ nha. Ta thi xong đâu nha, người cua là bị knock out. Đây là bông băng thằng nghe nhà, mua sẵn luôn oxy già. Sao chủ tao thua chưa đánh nhau, cũng mua sẵn luôn cái hòm. Em lo trước thôi không khi thua, em lấy đâu ra cho kịp. Tao nói cho mày biết, tao chưa xuất chiêu thôi. Chờ đi, tao sẽ tăng. Chạm già. Thắng mày cho mày coi. Round fight. Ready, fight. Cuối đó. Game, game, game,
thương. Thua rồi. Thăng rồi, thăng rồi, yeah. Thăng rồi, thăng rồi, yeah. Thăng rồi, thăng rồi, yeah. Thiên gia thật là tài nhà. Cứ vậy tí thì mình chẳng ngại thua gì nà. Có tiền nắm trùm à. Xin danh vì lên đại gia. Kết quả trong cuộc đời thọ thắng ba vòng nên thắng chung của John A. Vậy tao tốn tiền làm chi trời. Ai kêu ngốc quá chi. Ê quá đáng lắm luôn. Tự qua đi mình muốn thắng bằng mọi giá. Này ta nhận thua nhé trong tay. Đùa nhau à sao bó cuộc. Trời ơi tự nhiên thắng thật quá đi chồng ơi. Giờ tới phần trao giải nè. Mời ăn đùa lân lân quà. Qua đây nè nha thó nha. Với 2 triệu đây của tao mà sao nó cầm. Vì kêu nhường anh thắng thì phần thương nhường cho nó ra thêm 2 triệu luôn. Con chồng hơi ngu yêu già. Đừng nên đập em nữa nha. Rõ ràng anh kêu không tiếc gì. Mong thắng thôi không cần quà. Em làm theo anh phải đúng chưa. Mà sao thấy sai sai à. Ấy con thỏ kia sao to được. Lúc đến 2 phần quà. Đây là iPhone tao co giò. Nhận vua mày đo nhóc con. Thế còn iPhone bên phía đây. Sao nó giống y chang nè. Cây này tao chơi game Free Fire. Và sẵn trúng ngay được quà. Chơi chung tháng năm sang ngay quà. Nhiều vô số luôn nha rùa. Đâu. Đầu tiên nên làm đăng nhập của game Free Fire nhanh tay không phải đợi. Ngày 3 tháng 5 diễn ra với nhiều hấp dẫn hốt quà cùng đồng đội. Trang phục thỏ thiệt trong bể bơi. Nón lá Việt Nam nhìn chất chơi. Cơ hội để nhận iPhone 11 Pro Max thật đâu dẫn chơi. Nhận thêm nhiều quà không bí mật. Tai nghe AirPods lại chất thật. Cơ hội tài khoản full luôn nhân vật. Còn thêm một cái là thêm cơ hội mình nhận được thẻ tới vô cực. Let's go. Đi đâu ạ? Let's go. Tụi nó đi lấy quà. Tải game về chơi. Chơi game mới có quà mấy ông nội. Trời ơi, thưởng cái gì? Tại mới chơi được. Tại đi. Đăng nhập Free Fire và nhận quà em mọi người nha.